Lại là Jimmy đây. Đầu tiên thì cho Jimmy gửi lời xin lỗi đến toàn thể các bạn theo dõi. Hôm nay là ngày cuối cùng Jimmy kết thúc những cái môn thi của mình, và bây giờ mình sẽ quay lại làm mô tô vlog. Mấy hôm nay thành phố Hồ Chí Minh cũng mưa cũng khá là lớn, mưa bất chợt lắm, bởi vì mấy bạn ra đường nhớ sắm cho mình một cái áo mưa. Có ngược chiều hả? Đường này nó kẹt rồi còn đi ngược chiều nữa. Hiện tại là cuối tháng 5 rồi các bạn. Những em mà cuối cấp 3, nhất là cấp 3 thì đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học khá quan trọng. Vừa rồi trên Facebook đang rầm rộ cái tin trường Nguyễn Khuyến, trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến ở đường Thành Thái, quận 10, là các em cầm bột màu chọi lên cổng trường. Cái tin này cũng đã được hiệu trưởng xác nhận lại rồi. Để Jimmy nói cho các bạn mà không biết về trường Nguyễn Khuyến, thì đó là trường của Jimmy học hồi đó. Đó là truyền thống rồi, cái chọi bột, cái chơi bột màu đó là truyền thống mấy năm của Nguyễn Khuyến rồi. Nhưng mà không ngờ thì năm mấy em 99 này chơi khá là như có đầu tư, có kịch bản. Cái vụ mà tuần vừa qua mình khá bức xúc là chuyện của trường Nguyễn Khuyến thôi. Đó là chuyện hot nhất mà mình cảm thấy, tại đó là trường mình, tại có một số bạn không phải là trong người trong cuộc á, thì hay giật tít cái tin lên là học sinh phá trường, phá làng, phá xóm, làm cho kẹt xe giao thông đồ ngay đường Hạc Thái á, đúng là chỗ đó ngay nút giao thông. Nhưng mà cái giờ đó là lúc nào cũng kẹt á, chứ không phải là nhờ do mấy bạn mấy em chơi mới kẹt đâu. Ví dụ như mình đi qua một số trường trung học phổ thông khác thì cũng chơi thôi, cũng chơi bột này thôi, bột màu, cái đó là như là truyền thống, hoặc là các em thích như vậy thì em chơi. Lớp 12 mà tuổi 18 dám làm dám chịu. Còn việc có dọn dẹp không thì bảo đảm luôn các em có dọn, tại vì mình đã từng đi dọn rồi, mình biết, mình đã từng ký cho cái bản cam kết của trường. Khối 12 phải ký cho cái bản cam kết của trường là chơi xong thì phải dọn. Ủa, chỗ này không có đèn đỏ. Ok. Ủa, mình nhớ từ đường Nguyễn Du này đâu có được quẹo trái ra được cách mạng 8 đâu ta. Hình như trong khung giờ nào đó là cấm quẹo trái á. Oh my god, lúc này lúc nào cũng kẹt. Cấm đèn đỏ, cấm quẹo phải mà vẫn quẹo ha. Ô tô 4 bánh vẫn quẹo. Trời ơi, tránh nhau mà quẹo quá trời. Đèn đỏ mà.
em bé nó quay lại nhìn mình hồi nãy, nhìn nó nhìn chỗ khác. Ở trong căn phòng trống, vì to đau quá men, khói sương buông lạnh giá, vì to đau quá men, ta đâu có men, ta đâu có men. Ở trong căn phòng trống, vì tao đau quá men, khói sương buông lạnh bu, vì tao đau quá men, tiếng đó vẫn còn hú, vì tao đau quá men, uống đi thêm một chút, vì tao đau quá men. Nhớ like video này và subscribe kênh channel của Jimmy để các bạn có thể theo dõi Jimmy nhé. Theo dõi Jimmy ra video mới, cũng như là Jimmy sẽ kể cho các bạn nghe một số câu chuyện đời sống của mình. Love you guys. Bye. Về khu chăm sóc rồi. Tôi nói cho tụi mày nghe về Sài Gòn, nơi tao sinh. Mọi người sống vì đồng tiền và mỗi người là một người lính. Các em gái trong tuổi sinh như 12 tuổi đã không còn chân. Các quý tử trở thành giang hồ khi xung quanh không còn đường binh. Tao nhớ Sài Gòn xưa khi người thầy cũng chưa phạm pháp, vẫn đi dạy dù nắng hay mưa. Và đó về chuyện đạo đức giả thưa, đó là ngày xưa. Còn bây giờ mọi chuyện đã khác. Các học sinh muốn được tốt nghiệp phải dùng thân mình để đổi chết. Hey guy, attention, baby strong girl.